này chị thôi. Đó là chưa chưa chỉ à? Chỉ em thôi. Cái kéo đi, cái này đừng đừng mà cái đó cần. Làm gì đấy? Có thì, chuyển sang mặt hàng đấy à, có được không? Có được không chị? Cũng bình thường sao? Đúng sao? Sao? Hỏi thăm đi lâu lắm rồi. Vào bán hoa, buôn bán hoa. Chả biết có bán không? Tức là chị đang mở cửa hàng mà lúc lúc không thì chịu ảnh đấy à? Tức là chị thuê ở đấy mở tiệm làm gì? Mình là xa xa lên rồi đấy, chị mới gặp. Em có biết, chị vẫn kể chuyện. Thành đấy nó là nghề hoa. Cái đấy phải biết cắm hết cái đường để học cái nó là nó là tay nghề ở để cho nó được rồi thôi là ngoài cái đường thì nó thiếu hộp cắm đường giữa đó đầu ra đầu vào là bao giờ cũng nó là đầu sỏi là đã biết mồi có mối ra mối vào rồi mình quan trọng nhưng mà người cắm hoa thì mình phải vào mình học à chị đấy mình học qua đây này bắt phải nhỏ cái nhỏ cái đó nữa là được rồi nhưng mà chị làm chị đã bắt chị phải nhỏ cái này nè để nói một giữa thôi đi rồi là bắt đầu đi có làm được không chị máu như thế từ đây xuống đấy chỗ này thì phải bắt thấp chứ rồi nấu vô đây. Rồi khoan rồi bắt ở trên này xuống em chấm trước điểm trước đi để ra tem đi cho nó dễ nè từ ở đây nè nó em điểm xuống giữa ha kéo mài từ trên này xích lên từ nó căng ra kéo thẳng luôn em đang ở trong Sài Gòn em đang ngồi trong vậy thì em đang hỏi chị thẳng trong phòng đóng kín quá chưa mở ra chưa dạ à thế à tại vì trong cái kín phòng kín mà nhiều người bật bạn có thể tạo thì rất tốt cho trẻ nhỏ tắt bây giờ mỗi tuổi mắt kém đây nè mà vẫn đang bắt đầu đi vòng em cứ đi dài như vậy là không có đẹp cứng ha còn những chỗ nào mà thiếu thì từ dưới đưa lên có liên kết á rồi đi từ đây em vào trước nó vào sau em vào cái nghề này chủ yếu là đẩy cho nó vào chính thì mình già rồi mình chỉ là hỗ trợ làm sao đây dạ nhỏ đi làm nhỏ đây nói vô cái đường đỏ mình mới đi đó đừng có đưa xét
Bây giờ cần học cái mới thôi. Nếu có vấn đề gì về đã có hàng nó chia sẻ cho em. Lượng khách của hàng ở nhà đã đầy. Nếu em có làm được hay không, không cửa này là ôm lên. Vừa mới cái lãi người học lớn. Nhưng mà cũng 15 năm tuổi bắt đầu học rồi, về vẫn làm ngon. Nhưng mà đeo kính mà không lấy đèn sát mà vẫn nhìn rõ. Bây giờ mình không mong cầu thấy đâu, mong cầu là hai thì vậy nhưng mà cái đấy hai cái đấy liên quan nhau thôi, mình có họ làm, nếu mình làm chủ thì mình